chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát sau 2 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, bàn các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị, giao ban kiểm điểm tiến độ giải quyết các khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án di dân sắp xếp dân cư tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường và dự án khu công nghiệp Đồng Vàng, khu kinh tế Nghi Sơn. Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025 tổ chức lấy khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn ở xã Anh Sơn và xã Phú Sơn theo chỉ thị số 22 CTTU của Ban thường vụ tỉnh ủy. Hình phạt cho đối tượng không chấp hành nghiêm án treo. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ, kết quả xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát sau 2 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, bàn giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, trưởng ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy, các đồng chí phó ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường Hải Thanh, Hải Bình, Xuân Lâm, Bình Minh, Nghi Sơn. Hải Hòa, Hải Hà, Hải Châu, Hải Ninh, Ninh Hải, Tĩnh Hải, Hải Yến, Trúc Lâm, Mai Lâm. Thực hiện kết luận của Thường trực Thị ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về việc xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Ban chỉ đạo theo quy định số 2620, quy tu ngày 26 tháng 7 năm 2024 và quy định số 2832, quy tu ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo ủy ban nhân dân thị xã, các phòng ban đơn vị liên quan, cấp ủy chính quyền các xã phường, các ngành đoàn thể vào cuộc tích cực, kịp thời triển khai các biện pháp với tinh thần quyết tâm, quyết liệt. Các thành viên ban chỉ đạo, các tổ công tác tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã phường để xử lý lồng bè và các trường hợp nuôi tôm tự phát. Nhiều xã phường tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, huy động các đoàn thể, các thôn tổ dân phố vào cuộc quyết liệt một số xã phường có cách làm linh hoạt, cương quyết nên đạt kết quả tích cực và tạo được sự đồng thuận của các hộ dân. Bên cạnh việc xử lý tháo rỡ lồng bè, các xã phường tập trung thiết lập hồ sơ, đảm bảo tính pháp lý để xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm làm cơ sở tổ chức cưỡng chế sau này. Kết quả xử lý lồng bè từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 4 tháng 10 năm 2024 đã xử lý được 2.627 lồng bè 807 lồng, 1.820 bè, đạt 58% và 11 hộ nuôi tôm. Nếu trừ đi 250 ô lồng tại địa bàn xã Nghi Sơn để lại theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì tỷ lệ xử lý đạt 62%. Cùng với đó đã thực hiện ký cam kết 324 trên 354 hộ, đạt 91,5%. Lập biên bản vi phạm hành chính 221 hộ, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định khắc phục hậu quả đối với 118 trường hợp, phường Bình Minh 15, phường Xuân Lâm 53, phường Hải Bình 38, phường Hải Thanh 3, xã Hải Hà 9. Đối với nội dung xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát tại khu vực Âu Neo Đậu Tàu Thuyền Lạch Bạc với tổng số ô lồng trong Âu Neo Đậu Tàu Thuyền 314 ô lồng trên 14 hộ, trong đó địa bàn phường Bình Minh 60 bè trên 239 ô lồng trên 11 hộ, địa bàn phường Hải Thanh 19 bè trên 75 ô lồng trên 3 hộ. Sau một thời gian tập trung xử lý, đến ngày 4 tháng 10 năm 2024, số còn lại 221 ô lồng trên 10 hộ, địa bàn phường Bình Minh 176 ô lồng trên 8 hộ, địa bàn phường Hải Thanh 45 ô lồng trên 2 hộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để nhanh tiến độ, thực hiện trong thời gian tới kết luận hội nghị đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy trường ban chỉ đạo xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã nhấn mạnh để tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được kết quả hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được ban thường vụ thị ủy giao các thành viên trong ban chỉ đạo các tổ công tác lãnh đạo các phòng ban ngành đơn vị các xã phường tiếp tục tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm quyết liệt cao hơn bằng các biện pháp hiệu quả hơn để lãnh đạo tổ chức thực hiện phần đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao về xử lý nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn thị xã. Ban chỉ đạo phát động đợt cao điểm từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2024 để tập trung thời gian nhân lực, phương tiện, thiết bị để nhanh tiến độ xử lý lồng, bè và các hộ nuôi tôm tự phát. Với các mốc thời gian cụ thể, phần đấu đến ngày 15 tháng 10 hoàn thành 100% việc xử lý số bè còn lại. Đến ngày 30 tháng 11, hoàn thành xử lý số ô lồng nuôi cá tại các xã phường đến ngày 30 tháng 12 hoàn thành việc xử lý các hộ nuôi tôm tự phát. Đối với việc xử lý tại khu vực Âu Neo Đậu Tàu Thuyền, Lạch Bạng, phường Bình Minh, phường Hải Thanh, phường Xuân Lâm, làm tốt công tác phối hợp, tập trung xử lý trước ngày 20 tháng 10 năm 2024. Đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực Thị Ủy, Giao ban Tuyên giáo Thị Ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng phóng văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, giao Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã, tăng thời lượng phát sóng đưa tin những đơn vị làm tốt đã hoàn thành cách làm hiệu quả để tạo sự lan tỏa trong cán bộ đảng viên và nhân dân và khẳng định sự quyết tâm trong lãnh đạo thực hiện để xử lý dứt điểm việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn. Các đồng chí tổ trưởng tổ công tác tăng cường chỉ đạo, quản lý các thành viên trong tổ được phân công, phối hợp thường xuyên hiệu quả với cấp ủy chính quyền các xã phường, tập trung các biện pháp chỉ đạo xử lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các thành viên trong ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian đi cơ sở, phối hợp tích cực hiệu quả với các xã phường để xử lý rứt điểm các trường hợp nuôi thủy sản tự phát trên địa bàn được phân công. Tổ trưởng các tổ công tác hàng tuần giao ban đánh giá tiến độ kết quả xử lý và thực hiện chế độ báo cáo về thường trực ban chỉ đạo theo quy định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu đối với 16 trường hợp nuôi tôm tại phường Trúc Lâm, giao Ủy ban nhân dân thị xã, tổ công tác số 1 tổ chức kiểm tra và làm việc cụ thể với cấp ủy chính quyền phường Trúc Lâm và các hộ nuôi tôm để xem xét về mặt hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục pháp lý để xử lý giải quyết các trường hợp vi phạm theo đúng quy định và báo cáo thường trực ban chỉ đạo trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Cấp ủy chính quyền các xã phường xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị cấp bách quan trọng từ nay đến cuối năm 2024. Do vậy, cần tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện cụ thể trong những tháng còn lại của năm 2024, đồng thời tập trung giả soát và thiết lập hồ sơ pháp lý để xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, tại Quảng trường Ngọc Sơn, Hội Người Cao Tuổi Thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng hình ảnh người cao tuổi thanh hóa, mẫu mực, uy tín, đẹp và khỏe mạnh và hội thi đồng diễn thể dục dưỡng sinh năm 2024. Tới dự và động viên hội thi có ông Đỗ Xuân Phong, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy. Tham gia hội thi có 26 đội đến từ 26 xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Các đội thi sẽ thực hiện bài thể dục nhịp điệu Xuân chiến khu và Bác Hồ đang cùng chúng cháu hành quân. Nhờ có sự tập luyện thường xuyên nên các hội viên hội người cao tuổi đã thể hiện các bài dự thi với những động tác mềm mại, Uyển chuyển kết hợp với thần thái tươi tắn của người cao tuổi đã làm cho các màn đồng diễn ấn tượng hội thi đồng diễn thể dục dưỡng sinh là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại đồng thời là sân chơi bổ ích giúp cho người cao tuổi trên địa bàn thị xã nghi sơn nói chung và hội người cao tuổi các xã phường nói riêng góp phần xây dựng hình ảnh người cao tuổi thanh hóa mẫu mực uy tín đẹp và khỏe mạnh kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, còn lại là đồng giải ba cho các đội thi, dự hội thi. Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi Thị xã Nghi Sơn đã phát động thi đua, xây dựng hình ảnh người cao tuổi thanh hóa, mẫu mực, uy tín, đẹp và khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn Tổ chức hội nghị sau ban kiểm điểm tiến độ giải quyết các khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án di dân sắp xếp dân cư tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng xã Tân Trường và dự án khu công nghiệp Đồng Vàng khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức địa chính xây dựng các xã. Tùng Lâm, Tân Trường và Phú Lâm và đại diện Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát. Dự án di dân sắp xếp dân cư tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, có tổng diện tích vài giải phóng mặt bằng là 87,88 ha liên quan đến 158 hộ gia đình cá nhân. Tổng mức đầu tư của dự án là 378,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn giải phóng mặt bằng thôn Lâm Quảng là 327,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định thu hồi đất 86,1 hecta trên 87,88 hecta, phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ số tiền 306,77 tỷ đồng cho 158 hộ. Hiện nay, dự án đang gặp khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi đất và vướng mắc liên quan đến giá đất cụ thể, liên quan đến 7 hộ gia đình, vướng mắc về cơ chế chính sách khi thực hiện văn bản 5980 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc di dân tái định cư khu vực thôn Lâm Quảng, thị xã Nghi Sơn. Đối với dự án khu công nghiệp Đồng Vàng, khu kinh tế Nghi Sơn, dự án này có tổng diện tích 491,9 hecta liên quan đến 3 xã Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm với tổng số hộ bị ảnh hưởng 413 hộ và 12 tổ chức. Tổng số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là 238 hộ, 63 hộ ở xã Tùng Lâm và 175 hộ ở xã Phú Lâm. Dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng về đất đai và tài sản trên đất, đã thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 298,11 hecta trên 75,3 tỷ đồng, đạt khoảng 70% diện tích phải giải phóng mặt bằng. Hiện dự án còn 195,06 hecta chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc do liên quan đến phần diện tích đất trồng lấn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ban quản lý rừng phòng hộ và được ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân và do chưa xác định được nguồn gốc đất. Tại hội nghị, các đại biểu đã bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của từng dự án. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban liên quan, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm, Phú Lâm và Tân Trường, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án, đồng thời thống nhất lại tiến độ phải hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 10, Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024 2025 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Phan Văn Trung thôn Xuân Thắng xã Anh Sơn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã, lãnh đạo các đoàn thể thị xã, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Anh Sơn. Gia đình ông Phan Văn Trung thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông Trung huyết tật, hai chân, hai ông bà cùng các con cháu chưa có nhà ở, hiện đang ở tạm trong ngôi nhà của bố mẹ đã xuống cấp. Sau khi khảo sát thực tế, thị xã Nghi Sơn đã trao kinh phí 80 triệu đồng do Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã hỗ trợ từ cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024. 2025 theo chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thị xã đã cảm ơn sự quan tâm ủng hộ thiết thực của các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà cho gia đình ông Phan Văn Trung. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thị xã đề nghị cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc các đoàn thể xã Anh Sơn và thôn Xuân Thắng thường xuyên quan tâm, đôn đốc hỗ trợ để công trình sớm hoàn thành, đảm bảo chất lượng, từ đó giúp gia đình ông Phan Văn Trung sớm có ngôi nhà mới, yên tâm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 5 tháng 10, ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025. Tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Lê Văn Lý ở thôn Nam Sơn, xã Phú Sơn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Dân vận thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các đoàn thể xã Phú Sơn. Gia đình ông Lê Văn Lý thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều năm phải sống trong căn nhà tranh tre nứa lá, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện tu sửa, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Sau khi khảo sát thực tế, thị xã Nghi Sơn đã quyết định hỗ trợ gia đình ông Lý kinh phí 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Số tiền trên do cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn phát động trong cán bộ, công nhân viên chức cơ quan quyền góp hỗ trợ từ cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025 theo chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do thị xã phát động. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lý, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã Phú Sơn và thôn Nam Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của gia đình ông Lý, đề nghị gia đình ông Lý sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích để ngôi nhà sớm được hoàn thành. Nhà thầu xây dựng, tập trung nhân lực, xây dựng nhà trong vòng một tháng và đảm bảo về chất lượng xây dựng. Ông Lê Văn Lý, thôn Nam Sơn, xã Phú Sơn xúc động nói. Hôm nay tôi được nhà nước, đảng quan tâm từ cuộc sống tăng ra nứa lá giọt nát bão gió rất là khổ thâm. hôm nay được đảng và nhà nước làm cho tôi cái nhà mới thì từ đây tôi có nơi ăn chỗ ở ổn định nhà cửa theo kế hoạch trong đợt phát động này cơ quan ủy ban nhân dân thị xã sẽ phát động cán bộ công nhân viên chức cơ quan quyên góp hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho hộ nghèo gia đình chính sách hộ còn khó khăn về nhà ở tại các xã phường trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị giao ban giả soát các nội dung tồn động vướng mắc giải phóng mặt bằng và bàn các giải pháp để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng Cảng Công Thanh tại khu kinh tế Nghi Sơn. Dự án Cảng chuyên dụng Công Thanh của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh vị trí đầu tư xây dựng tại văn bản số 1688 ngày 29 tháng 3 năm 2011. Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện dự án 22,5 ha với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 30 hộ gia đình cá nhân. Năm 2013, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hải Thượng và chủ đầu tư tổ chức chi trả cho 29 trên 30 hộ gia đình và bàn giao cho chủ đầu tư với tổng diện tích 22,38 trên 22,5 hecta. Tuy nhiên, trên mặt bằng dự án có 5 hộ gia đình xây dựng tái lấn chiếm trên phần diện tích dự án và một hộ gia đình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ủy ban Nhân dân phường đã bàn giao quyết định cho các hộ gia đình và vận động Tuy nhiên các hộ vẫn cố tình không khắc phục hậu quả. Đối với hộ gia đình Nguyễn Thành Viễn, không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng do gia đình không thống nhất nhận tiền theo quyết định phê duyệt và đề nghị được thỏa thuận giá bồi thường với chủ đầu tư. Đồng thời gia đình đề nghị được để lại diện tích đất của gia đình không thu hồi vào thực hiện dự án. Hội đồng bồi thường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hải Thượng, chủ đầu tư nhiều lần vận động hộ gia đình nhận tiền, tuy nhiên gia đình vẫn không thống nhất. Riêng đối với hộ gia đình Nguyễn Thành Vũ đã nhận tiền bồi thường và nhận đất tái định cư. Tuy nhiên gia đình chưa bàn giao mặt bằng và kiến nghị đề nghị bồi thường phần diện tích đất ngõ đi. Nội dung này Ủy ban nhân dân phường Hải Thượng đã trả lời là không đủ điều kiện bồi thường. Tại hội nghị, các đại biểu bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cảng Công Thanh tại khu kinh tế Nghi Sơn. Để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng cảng Công Thanh, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị. Đối với 5 hộ gia đình xây dựng tái lấn chiếm trên phần diện tích dự án, theo chức năng nhiệm vụ giao cho Ủy ban Nhân dân Phường Hải Thượng phối hợp với đội kiểm tra quy tắc và các đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục vận động các hộ gia đình tự tháo rỡ công trình, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư, hoàn thành vận động trước ngày 7 tháng 10 năm 2024. Đối với hai hộ gia đình ông Nguyễn Thành Viễn và Nguyễn Thành Vũ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giao Ủy ban Nhân dân phường Hải Thượng phối hợp với Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án tiếp tục tổ chức vận động các hộ gia đình bàn giao mặt bằng trước ngày 8 tháng 10 năm 2024. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mai Sĩ Lân đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, tài nguyên và môi trường, phòng tư pháp, hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, đội kiểm tra quy tắc xây dựng và công an thị xã Nghi Sơn hoàn thiện chặt chẽ thủ tục hồ sơ pháp lý, để tổ chức thực hiện các phương án cưỡng chế đối với các hộ gia đình không chấp hành theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cố tình không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, phân đấu đến tháng 12 năm 2024 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh triển khai dự án, đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh đảm bảo đầy đủ kinh phí thực hiện bồi thường, tổ chức cưỡng chế và sau khi tổ chức cưỡng chế bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, phải có trách nhiệm quản lý mặt bằng để thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 10, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị bàn giải pháp giải quyết vướng mắc đối với các hộ gia đình cá nhân ở tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 5, phường Hải Hòa. Đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên ban thường vụ thị ủy có chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng hậu cần, công an tỉnh, công an thị xã, lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban phụ trách dự án. Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức địa chính phường Hải Hòa. Dự án cơ sở làm việc công an thị xã Nghi Sơn thuộc công an tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3,01 ha nằm trên địa bàn xã Hải Nhân và phường Hải Hòa. Trong đó đất ở 123,1 m2, đất sản xuất nông nghiệp 2,71 ha, đất khác 0,28 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 82 hộ, trong đó có 3 hộ đất ở và 79 hộ đất nông nghiệp. Dự án hiện đã ban hành các quyết định về công tác thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường dự án đối với các hộ gia đình, cá nhân ở tiểu khu 1 tiểu khu 2, tiểu khu 5, phường Hải Hòa. Các hộ hiện đang kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề, việc làm và bồi thường hoa màu trên đất sản xuất. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cơ sở làm việc công an thị xã Nghi Sơn thuộc công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã kết luận Đối với nội dung vướng mắc liên quan đến kiến nghị của các hộ gia đình ở tiểu khu 1, tiểu khu 2, tiểu khu 5 phường Hải Hòa về bồi thường về đất phải thực hiện bồi thường theo nghị định 64 nđ ndcb của chính phủ và theo quy định hiện hành của pháp luật. Về hỗ trợ chuyển đổi nghề, việc làm và bồi thường hoa màu, Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa xác định lại việc sử dụng đất của các hộ dân trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị làm tờ trình gửi về Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, bổ sung hồ sơ tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng ngay trong chiều ngày 6 tháng 10 năm 2024, đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hải Hòa phối hợp với hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thị xã, công an thị xã, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ. Đối với 19 thừa đất, chưa xác định được chủ sử dụng đất thì kinh phí bồi thường sẽ đưa vào ngân hàng nhà nước. Khi nào xác định rõ chủ sử dụng của các thừa đất này thì tiến hành bồi thường chi trả, đồng thời phê duyệt về hỗ trợ chuyển đổi nghề, việc làm cho các hộ gia đình còn lại đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đối với việc thu hồi đất sản xuất của hai hộ gia đình phường Hải Hòa để làm đường kết nối vào dự án, đến ngày 7 tháng 10, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án hoàn thành văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa tài nguyên môi trường xin chủ trương thu hồi đất. Sáng ngày 6 tháng 10, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nghi Sơn đã tổ chức đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới sự có đồng chí Lê Thị Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thị xã, Đại diện công đoàn phường Hải Thượng và lãnh đạo hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nghi Sơn tham dự đại hội có 43 đoàn viên công đoàn công ty cổ phần đầu tư tài chính Nghi Sơn. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nghi Sơn hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tài chính và giáo dục với sự ra đời của trường mầm non tư thục New Sun. Cùng với các hoạt động đầu tư kinh doanh thì sau khi được thành lập với 43 đoàn viên, công đoàn công ty cổ phần đầu tư tài chính Nghi Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực nhất là hoạt động chăm lo đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động, như tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Mức thu nhập luôn được cải thiện để đảm bảo yêu cầu cuộc sống với mức tiền công, tiền lương ổn định từ 5 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Ngoài ra, công đoàn công ty còn hỗ trợ kinh phí phụ cấp, khen thưởng, cải thiện bữa ăn cho người lao động. Hàng năm, nhân các ngày lễ của quê hương đất nước đều tặng quà và tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện đúng đủ kịp thời chế độ thai sản, chế độ tiền lương, tiền công, thời gian làm việc cho người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn công ty còn làm tốt công tác phát triển đảng, đã giới thiệu cho tri bộ 11 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp đảng. Các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động Thị xã, công đoàn phường phát động đều được đoàn viên công đoàn công ty tích cực tham gia, như giỏi việc công ty, đảm việc nhà, Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của công đoàn công ty cổ phần đầu tư tài chính Nghi Sơn thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công đoàn công ty tiếp tục quan tâm thiết thực, chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, đổi mới hình thức nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình đặc điểm đơn vị, trọng tâm là phong trào, công nhân viên chức lao động tiên phong, hiện thực hóa khát vọng quê hương Thanh Hóa, văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030, tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ba đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nghi Sơn, nhiệm ký 2024-2029. Tại đại hội, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Nghi Sơn đã trao tặng cho Công đoàn Công ty 33.838 cổ phần, tương đương giá trị với số tiền gần 340 triệu đồng để làm kinh phí hoạt động thường niên. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 10, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi xã Anh Sơn đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có ông Mai Văn Chiêm, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Anh Trơn. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền xã, sự chung tay của cộng đồng xã hội, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi xã Anh Trơn đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là hoạt động bảo trợ. Vào các dịp lễ, Tết, Hội đã kêu gọi quyên góp trao tặng cho đối tượng trẻ mồ côi, người khuyết tật nặng với số tiền gần 40 triệu đồng, phối hợp với thi hội trao quà cho hội viên là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập hơn 60 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trao quà cho 331 lượt hội viên với số tiền gần 160 triệu đồng, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, công ty trao tặng nhiều xuất quà với số tiền 200 triệu đồng. Hội đã thường xuyên rà soát, nắm bắt đối tượng về nhu cầu xe lăn để kịp thời hoàn thành hồ sơ cấp trong nhiệm kỳ đã cấp 12 xe lăn và tặng 4 xe đạp cho trẻ mồ côi. Chương trình sửa chữa, chữa nhà ở cho hội viên luôn được quan tâm, hội đã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc xã ra soát và hỗ trợ làm mới 3 nhà cho đối tượng người khuyết tật với số tiền 150 triệu đồng. Hiện nay, hội có 22 cháu thuộc đối tượng trẻ mồ côi, vào dịp đầu năm học, hội đã trích kinh phí tặng quà và dụng cụ học tập cho các cháu, đặc biệt kết nối với các doanh nghiệp công ty nhận đỡ đầu. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội Bảo trợ, Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi xã Anh Sơn sẽ tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi các cấp, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa, phối hợp với các ban ngành chức năng, đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, đẩy mạnh công tác vận động để làm tốt các hoạt động bảo trợ, xây dựng quỹ hội, khơi dậy tình thương, sự đồng cảm và trách nhiệm của xã hội với công tác chăm sóc người khuyết tật và trẻ mồ côi. Đại hội đã hiệp thương cử ban chấp hành hội người khuyết tật và trẻ mồ côi gồm 11 ông bà. Đại hội cũng đã thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã sắp tới. Thông cho cán bộ hưu trí, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt trên nền tảng dữ liệu dân cư. Sự hội nghị có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Nghi Sơn, Ngân hàng Agribank chi nhánh Tĩnh Gia và đại diện cấp ủy chính quyền xã Hành Nhân. Đồng chí Mai Xuân Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó ban chỉ đạo đề án 06, xã, khai mạc hội nghị. Thực hiện văn bản số 5119 ngày 2 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân, Tổ đề án 06 thị xã Nghi Sơn, về để mạnh triển khai chi trả lương không dùng tiền mặt trên dữ liệu dân cư. Ban chỉ đạo đề án 06 xã Hành Nhân đã xây dựng kế hoạch để triển khai hội nghị truyền thông, hướng dẫn cho cán bộ hưu trí, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt trên nền tảng dữ liệu dân cư. Hiện nay, Hành Nhân là xã có đối tượng hưởng lương hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội tương đối lớn với 475 người. Vì vậy, việc thực hiện chi trả lương không dùng tiền mặt là rất cấp thiết nhằm mang đến sự thuận tiện, an toàn, nhanh chóng, dễ dàng quản lý và đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông cho mọi người vì không phải đi lại nhận tiền chế độ theo các truyền thống lâu nay. Tại hội nghị, cán bộ hưu trí, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội đã được cán bộ ngân hàng Agribank, Bảo hiểm xã hội Nghi Sơn hướng dẫn cách đăng ký, mở tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chi trả lương không dùng tiền mặt việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân là chủ trương của đảng chính sách của nhà nước để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội một cách thuận lợi đặc biệt việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số qua đó góp phần vào công tác quản lý người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo số tiền chi trả đúng người hưởng nhanh chóng kịp thời tránh rủi ro, đồng thời khẳng định những ưu thế lợi ích khi chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 7 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia một phối hợp với Công an Thị xã Nghi Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy HIVS, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cho toàn thể cán bộ giáo viên và hơn 2.000 học sinh nhà trường. Sự buổi lễ có cô giáo Nguyễn Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo và cán bộ công an thị xã Nghi Sơn. Tại buổi lễ, các em học sinh nhà trường đã thể hiện phần thi hùng biện về chủ đề an toàn giao thông, bạo lực học đường và HIVS, các hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Cũng tại buổi tuyên truyền, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã được nghe cán bộ điều tra phòng chống ma túy công an thị xã Nghi Sơn tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, khái niệm nhận biết các loại ma túy, các hình thức bạo lực trong học đường, các biện pháp phòng chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó, cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an thị xã Nghi Sơn, thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 9 tháng năm 2024, những vụ tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh, nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả di chứng, hệ lụy, Do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội đưa ra một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chở 3 4 người, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển tham gia giao thông. Các em học sinh còn được các hướng dẫn viên lái xe an toàn công ty Honda Đức Anh tuyên truyền giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đúng pháp luật thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các học sinh trong toàn trường trong việc chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông phòng chống ma túy bạo lực học đường đồng thời hiểu được hậu quả hệ lụy do các vi phạm trên gây ra để từ đó giúp các em điều chỉnh hành vi cách ứng xử đúng pháp luật giao tiếp với bạn bè thầy cô gia đình theo đúng chuẩn mực đạo đức lối sống của một người học sinh Chiều ngày 7 tháng 10, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an thị xã Nghi Sơn đã áp giải đối tượng Mai Quang Linh, sinh năm 2003, trú tại thôn Hà Tân, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, đi chấp hành án phạt tù theo quy định. Đối tượng Mai Quang Linh là người thi hành hình phạt 25 tháng tù cho hưởng án treo về tội, gây dối trật tự công cộng, thời gian thử thách là 50 tháng kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Trong thời gian chấp hành án treo tại địa phương, Mai Quang Linh không thực hiện đúng các quy định về chấp hành án treo, mặc dù đã được thông báo nhắc nhở, kiểm điểm nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Ủy ban nhân dân xã Hải Hà thị xã Nghi Sơn đã triệu tập để thực hiện việc điểm danh, kiểm diện nhiều lần nhưng Mai Quang Linh đều không đến vì không có mặt tại địa phương, tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú không xin phép đã vi phạm nghĩa vụ chấp hành án, bị Ủy ban nhân dân xã Hải Hà ra quyết định vi phạm hành chính theo điểm D khoản 4 Điều 14 Nghị định 144 của Chính phủ. Do không thực hiện đúng nghĩa vụ của người được hưởng án treo, cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, Công an xã Hải Hà củng cố hồ sơ tài liệu, chuyển tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn theo quy định. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn ra quyết định số 01/2024 buộc Mai Quang Linh phải chấp hành hình phạt tù giam 25 tháng. Đến bây giờ tòa án nhân dân thị xã Sơn đã buộc em phải chấp hành 25 tháng tù tượng nó treo thành 25 tháng tù. Tủ... Em nhận thức gì về việc này? Đã, em biết là em, em sai cho nên giờ em phải chấp hành án án treo thành án tù. Em có hận về cái hành vi của mình không? Dạ em nhận biết rồi. Là, là em về hành vi của mình không? Dạ em hối hận ạ. Căn cứ theo quy định, ngày 7 tháng 10, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Nghi Sơn đã áp giải đối tượng Mai Quang Linh đi chấp hành phạt tù do vi phạm nghĩa vụ theo quy định. Đây là hình phạt thích đáng đối với người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Anora Việt Nam thông báo. Hiện nay do nhu cầu sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Anora Việt Nam, địa chỉ: Phường Xuân Lâm, Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cần mở rộng sản xuất và tuyển dụng lao động nhằm tạo điều kiện cho người dân trong địa bàn thị xã có cơ hội vào công ty làm việc. Nay chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành thu hồ sơ của ứng viên theo lịch cụ thể như sau. 1. Thời gian: 8 giờ đến 10 giờ tất cả các ngày trong tuần. Địa điểm: Tại cổng phụ phía Bắc của công ty. Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động. Số lượng: 500 lao động. Yêu cầu: nhanh nhẹn, hoạt bát có tinh thần trách nhiệm, có đủ sức khỏe làm việc. Quyền lợi của người lao động, tổng thu nhập từ 8 triệu đồng trở lên, được hưởng tiền sản lượng hàng tháng theo quy định của công ty, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi hết thử việc, được hưởng 14 ngày phép năm, nghỉ có hưởng lương, nếu làm việc trong môi trường nặng nhọc, được đào tạo chuyên môn và có cơ hội thăng tiến. Khi đến nộp hồ sơ ứng tuyển ứng viên, cần thẻ chứng minh nhân dân căn cứ công dân gốc để đối chiếu và bút để làm bài thi. Kính mong Phòng Lao động Thương binh thị xã Nghi Sơn thông báo rộng rãi cho Ủy ban Nhân dân các xã được biết thông tin tuyển dụng của công ty. Trân trọng cảm ơn. Giám đốc nhân sự Mai Thị Hoan Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại